Dạ, Phi Hải Vlog xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả, quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Xin kính chúc cho tất cả cô chú, anh chị, quý khán giả, bà con xa gần, quý Phật tử ở khắp mọi nơi có một ngày mới, có nhiều niềm vui, bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Dạ, mong là cô chú, anh chị khi xem cũng nhớ giúp cho kênh một cái lượt like, lượt đăng ký và để lại bình luận nha. Dạ, thì hôm nay cũng tiếp tục cập nhật về cái tình hình ở tại khu vực làng Nũ nha cô chú, anh chị. À, hiện tại thì công tác mà tìm kiếm 10 nạn nhân còn lại đó thì vẫn còn đang tiếp tục diễn ra, đang tiếp tục các xe cứu là các anh chị gọi là dân quân địa phương, các anh chị công an địa phương đó, người ta cũng đang cố gắng tích cực để mà tìm kiếm 10 thi thể nạn nhân còn lại nha cô chú anh chị. Mà nói chung ra hiện tại bây giờ thì ở trong khu vực bên trong người ta cũng không có cho vào để quay, có nhiều kênh người ta chỉ có thể là quay lén từ xa thôi nha cô chú anh chị. À, chỉ quay lén lén một đoạn ngắn ít phút thôi chứ người ta cũng không có dám mà gọi là trực tiếp được cô chú anh chị, tại vì bị phát hiện ra thì cơ quan người ta sẽ đuổi đi, người ta không có cho đứng nó nữa. Cho nên hãy nhiều khi hay cũng chỉ có thể là cập nhật được những cái đoạn clip ngắn từ xa như thế này thôi về cái công tác tìm kiếm ở tại khu vực là làng Nũ cho bà con mình biết trong ngày hôm nay như thế nào. Thì nếu như mà có tình hình mà có thi thể của bà con hay là của nạn nhân mà được phát hiện đó thì Hải cũng sẽ cập nhật nhanh nhất có thể cho bà con mình. Cho nên mong bà con khi xem cũng nhớ giúp cho Hải một cái lượt đăng ký, một cái lượt like nha. Cảm ơn tất cả bà con, cô chú anh chị rất là nhiều. Dạ, nhiều khi các kênh người ta quay á, cô chú anh chị người ta like á, like ngắn á, cô chú anh chị người ta cũng không có dám để âm thanh đó cô chú anh chị, người ta im im lặng luôn á, tại vì sợ nhiều khi nói chuyện với người ta phát hiện á, tại vì có một số kênh á, hay thấy cũng có một số kênh người ta vào bên trong người ta quay lại những cái đoạn clip ngắn được, người ta mới chia sẻ ra những cái đoạn clip hình ảnh nó mới rõ, nhưng mà những cái kênh đó nhiều khi là người ta có quen cho nên người ta có vào bên trong được cô chú anh chị, chứ không phải là kênh nào cũng có thể vào bên trong để mà tiếp cận mà quay được. Cho nên những cái hình ảnh từ xa như thế này thì hãy cũng chỉ bắt nhịp được từ các anh chị thôi. Nên cả nhà mình xem cũng hoan hỷ nha. Đó, trên đây là cái khung cảnh đó, là công tác tìm kiếm đó. Cô chú anh chị thấy là sau một cái trận lũ nó càng xuống rồi đó. Tất cả những cái nơi bằng phẳng như cô chú anh chị mình đang xem là nhà cửa người dân đó. Nhà cửa lúc trước là nằm ở đó cô chú anh chị, có cả cây cầu bắc qua bên cái con sông, con suối đó. Mà trong vòng tích tắc có mấy phút thôi mà nó sang bằng, nó bằng phẳng mà nó lắp lên trên cái cây cầu đó là cao thêm mấy mét nữa, mấy mét đất nữa đó cô chú anh chị. Cho nên là cái công tác tìm kiếm nó rất là khó khăn là như vậy. Nó nhưng mà mặc dù vậy nhưng mà tất cả hiện tại bây giờ dù là bộ đội hay là bên phía lực lượng chức năng của chó nghiệp vụ rồi người ta có rút quân từ ngày 24 rồi. Nhưng mà bây giờ thì nói chung là người nhà cô chú anh chị, người thân á, người ta cũng đang gọi là tích cực, người ta cũng mong là bên địa phương với lại bên các anh xe cứu này người ta cố gắng hỗ trợ. Mà Hải cũng được biết là các anh xe cứu này người ta cũng rất là gọi là thương bà con. Nghe nói là chỉ chỗ nào chúng tìm là tặng luôn 50 triệu đó. À, cố gắng tìm làm sao mà cho người thân người ta được đưa về an táng thôi. Mình cũng rất là hoan hỷ trước những cái tình cảm của những anh bên mà xe cứu như thế này của chú anh chị. Hay cũng mong là trong ngày hôm nay thì đội công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục phát hiện được thi thể của nạn nhân nữa nha. Mong là như vậy. Dạ, hôm nay là không có livestream được rồi cô chú anh chị, chỉ có thể cập nhật được clip ngắn từ xa thôi chứ livestream là không được rồi, tại vì giờ người ta chỉ lén quay không à. Rồi mình đâu có thể nào mà mình đứng nó cầm máy livestream được cô chú anh chị, các anh chị ngoài đó cũng đâu có ai vào bên trong được, chỉ là tiếp cận từ rất là xa thôi, vài trăm mét mà zoom lại thì nó không thấy được cái gì hết trơn cô chú anh chị. Nói chung là hiện tại thì công tác tìm kiếm của các anh thì cũng đang cố gắng nỗ lực hết mình từng phút giây để mà cố gắng đào tìm thi thể thôi cô chú anh chị. Hồi sáng hay cũng có cập nhật nghe khán giả có chia sẻ có một kênh Giàng A gì đó là cũng vào bên trong quay được. Dạ thì hãy nghĩ chắc có lẽ là đó là trong đội tìm kiếm á, cho nên người ta cũng vào bên trong được, người ta mới quay được những cái hình ảnh cận cảnh mà chia sẻ lại cho bà con mình xem. Thì dù của kênh nào cũng được cả cô chú anh chị, miễn sao mình có được cái hình ảnh thì biết được là công tác vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân còn lại, 10 nạn nhân còn lại là mình mừng rồi. Chỉ mong là hôm nay ngày 27 tháng 9 sẽ tiếp tục phát hiện thêm được 10 nạn nhân còn lại.
xa xa ở phía dưới vùng đất trũng của chú anh chị mình xem cái chỗ mà máy cuốc đang đào đó, là bà con người nhà thân nhân người ta cũng đang cố gắng hết mình để người ta đi gọi là đi tìm á, tìm cái chỗ nào mà có mùi á của chú anh chị, có mùi nặng đó, để người ta đánh dấu và người ta dùng cây người ta xiên thử để mà làm dấu đó. Rồi thì nhờ bên xe cuốc với lại bên địa phương người ta đến đó, người ta sẽ đào lên dùm để xem là mong là nghi là có thi thể để mà đào của chú anh chị. Giờ chỉ còn cái biện pháp vậy thôi, tức là nghi vấn có mùi thì đào thôi, chứ cũng không có thể nào mà mình gọi là biết được chính xác ở đâu để mà dò tìm cả. Có mùi nồng nặc quá là cứ tiến lại đó là khoanh vùng đó rồi đào, khi mà nghe nặng mùi quá là làm dấu thôi, nếu mà trễ quá là làm dấu. Bởi vì cho nên khi mà cái công tác đào tìm kiếm á, tôi chú anh chị thấy là tại sao có một nơi mà đào liên tục cả ngày trời, rồi khi mà phát hiện rồi đó thì cũng phải mấy tiếng đồng hồ mới đưa lên được, thì cô chú anh chị cũng thấy là tại vì cái lớp đất có nằm sâu tới 4-5 mét rồi, là phải múc từng gào như vậy đó. Đó, từng gào mà cô chú anh chị mình đang xem đó, múc từng gào như thế này nè, rồi mấy dòm trong từng gào đó nữa, xem lỡ có sót không cô chú anh chị, múc kỹ cẩn thận mà để cho giữ nguyên cái thi thể đó. Rồi sau khi múc xong á, rồi bắt đầu mới phát hiện được thi thể là phải dùng tay, dùng sẻng tay để mà moi lần ra, chứ đâu có dùng được cuốc nữa cô chú anh chị. Vậy nên nhìn những cái hình ảnh này phải nói mình rất là tội của chú anh chị. Hải cũng rất là muốn mà tiếp sóng trực tiếp cho cả nhà mình từ xa khi mà công tác tìm kiếm, nhưng mà hôm nay thì cũng không có các trang hay các fanpage, các trang TikTok đồ người ta like trực tiếp ở trên nền tảng, nên Hải cũng không có phát sóng tiếp sóng được cô chú anh chị. Chứ nếu được là Hải cũng tiếp sóng cho khán giả trên kênh của mình xem, rồi để tùy người có những cái tấm lòng ủng hộ riêng, tại vì mỗi một kênh là mỗi một khán giả riêng biệt, chứ không có kênh nào giống kênh nào cả cô chú anh chị. Đôi khi mà Hải like từ nguồn của các kênh đó, thì nhiều khi khán giả trên kênh Hải người ta cũng thấy được, người ta cũng có cái lòng phát tâm, người ta bỏ ra một thùng mì tôm hay một thùng nước suối gì đó chẳng hạn, hay nói giả sử thôi, thì cũng là cái tấm lòng để mà ủng hộ vào mặt trận, để mà một phần nào đó khắc phục sao bão cái sự mất mát này cho bà con ở các vùng. Chứ nhiều khi cũng đừng có phân biệt quá, cái này của ai, cái này của ai, như vậy nó cũng đâu có tốt gì trong cái thời điểm này cô chú anh chị. Đó, thì cô chú anh chị mình xem đó, những cái nơi gọi là làng nổ bây giờ là đã bằng phẳng vậy đó, giờ chỉ có cuốc lên sâu xuống dưới 4-5 mét để tìm kiếm tiếp tục trong ngày hôm nay nữa thôi. Thì nếu như mà có thêm những cái thông tin nào mới nữa thì Hãy sẽ cập nhật nha. Thì Hãy cũng chỉ cập nhật được trong hôm nay chỉ có như vậy thôi cô chú anh chị. Nếu mà có thêm những cái thông tin nào mới nữa, đào tìm được, phát hiện thi thể hay là tình tiết nào mới thì Hãy sẽ cập nhật. Tại vì hiện tại bây giờ thì cũng chỉ có thể là xem được những cái đoạn clip ngắn như thế này từ xa thôi, quay lại thôi, chứ không có được cái thông tin nào mới nha cô chú anh chị. Và thân nhân người thân hiện bây giờ thì cũng còn đến đó để mà ngồi chờ đợi thôi cô chú anh chị, đợi xem ngày hôm nay coi xe cuốc như thế nào, rồi có tìm được thêm nạn nhân nào nữa hay không. Cũng chỉ cập nhật từ xa như thế này thôi, nghi vấn thì lực lượng chức năng đến đó đào thôi cô chú anh chị. Dạ thì thôi, nếu như có những cái thông tin nào mới thì Hãy sẽ cập nhật thêm nha. Bây giờ cho phép Hãy xin phép được dừng cái đoạn clip tại đây nha cô chú anh chị. Nếu mà có phát hiện mới thì Hãy sẽ làm một cái clip ngắn để mà chia sẻ cho ông bà cô chú chúng ta được biết cụ thể nhanh nhất có thể nha. Nên mong cả nhà mình khi xem cũng nhớ giúp cho Hãy một cái lượt đăng ký, lượt like, để có tình tiết mới thì Hãy sẽ cập nhật. Hãy chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị ạ.